Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Ao Tu. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe 5 chỗ của dòng Hyundai i10, số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc, bản 1 chấm, bản đủ. Đầy đủ về option xi nhan gương, la răng đúc. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe, một chiếc xe màu bạc. Đó. Thì đối với dòng Hyundai i10 này thì nó cũng có một vài bản, bản đủ, bản thiếu, bản 1 chấm và 1.2. Thì đây là một chiếc xe bản đủ nhập khẩu 1 chấm. Tích hợp vô lăng, xi nhan gương, la răng đúc, đầy đủ hệ thống ABS cũng như là một chiếc xe chính chủ tư nhân, không qua dịch vụ taxi một chút nào cả. Thì hôm nay tôi sẽ quay video để quý vị và các bạn cùng tham khảo và có thể lựa chọn về phục vụ gia đình hay là chạy công việc đều ổn với một mẫu xe 5 chỗ rộng rãi và xe nhập khẩu như thế này. Đây, toàn bộ phần khoang cốp này, lốp dự phòng cũng như là phần tôn gầm đây. Đó, một chiếc xe chính chủ, không hề khoan đục hay là dịch vụ taxi gì cả. Toàn bộ phần đuôi này, hệ thống đinh bấm, phần hông và phần ốc lắp cabo sau nguyên bản. Đấy, tất cả đều nguyên, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó, toàn bộ táp ly này, gương kính chỉnh điện. Nội thất hai màu, nội thất da, trần nỉ nguyên. Đó, một chiếc xe trần nỉ nguyên, không hề có một vết bẩn nào cả. 2015, xe nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn, bản đủ. Toàn bộ hệ thống mặt táp lô, đề start top và tích hợp vô lăng. Đây, điều chỉnh âm thanh này, hay là hệ thống củ số. Của số đã được bọc một lớp da bên ngoài. Đó, toàn bộ mặt táp lô, đầu đài CD nguyên. Đó, chưa độ màn hình DVD. Nếu quý vị và các bạn mua chiếc xe này về mà chúng ta muốn lắp thêm màn hình DVD thì nó cũng có khá nhiều loại. Trung bình nó chỉ 3,5 triệu một bộ là đầy đủ cả màn hình và cam lùi. Đây, tất cả ốc cánh cửa này. Đó, khóa cửa hoàn toàn nguyên. Đó, 2015 và giá của nó chỉ rơi vào khoảng 248 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ cho chiếc xe này. Đó, toàn bộ phần đầu và hệ thống 3 đờ sốc cũng như là pha đèn đây. Và phần đèn gầm này. La răng nguyên bản, la răng đúc, lốp lắp mới. Khi quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chúng ta lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Đây, toàn bộ phần khóa này. Khóa phanh đĩa này. Đó, toàn bộ hệ thống la răng cũng như là xi nhan gương. Đây, cả bốn ốc cánh cửa đều nguyên này. Đó, gương kính chỉnh điện. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần khoang máy của nó. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Hyundai i10 đời 2015. Một chiếc xe bản 1 chấm, số sàn, 3 máy và xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Thì máy hoàn toàn nguyên, chưa hề động chạm một con ốc nào cả, đời 2015. Và toàn bộ răng này. Và hệ thống tai đèn nguyên bản. Keo chỉ lắp cabo. Đây, keo chỉ nguyên. Toàn bộ phần răng này. Và hệ thống tai đèn hai bên. Hệ thống ABS. Đầy đủ về ABS, la răng đúc, tích hợp vô lăng, xi nhan gương, xe nhập khẩu đời 2015. Thì đối với những chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ chạy nó cũng sẽ chất hơn so với những chiếc xe bản trong nước, vỏ gầm bệ nó sẽ chắc chắn hơn. Và nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình, hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên. Sau đây tôi xin phép và kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.